mọi người, không biết nghe rõ không ta? Hello mọi người, nghe rõ không mọi người? Bên này để coi cái bàn lên chút. Rồi. Ở bên Việt Nam Tết nhất coi như là xong xuôi rồi phải không? Ở bên Việt Nam nó coi như hiện giờ Tết nhất xong xuôi rồi. Vui quá, thấy thiên hạ rất là vui vẻ. Thôi cũng là đầu năm, xin chúc mọi người ở dưới diễn đàn tất cả mọi người đều có một cái năm niềm vui, năm mới hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Đúng rồi, chào buổi sáng bên này. Bên này là buổi sáng, bên này mới 7 giờ sáng, bữa nay thức dậy sớm. Nói chung là mình nhìn về phía quê mẹ thì mình thấy nó rất là vui, còn ở phía bên này thì thực sự là mình thấy nói là không có Tết nhất gì cả. Ok, ngoài rõ nghe rõ không mà thượng sẽ nhất. Rồi chào Phan Phan Ngọc Hưng. Ok, mình thấy năm nay Việt Nam mình có một cái Tết thực sự là vẹn toàn, mình thấy là chu tất, có nghĩa là nhân dân người cả nước đều ăn Tết một cách thực sự là mình thấy đó hoan hỷ, nó hẳn là như vậy. Còn những người mà xa quê hương thì không khỏi bàn tới, bởi vì họ không có Tết. Mình nói như vậy là để mình hiểu rằng là cái Tết đó, ở trong nó chỉ có đẹp và chỉ có ý nghĩa ở trong lòng đất mẹ mà thôi. Tất cả mọi người ở đây chỉ có tính cách là tổ chức lễ hội này kia, là chỉ là ăn theo, nó ăn theo để mà hơi hướng, có nghĩa là mình ta vui mình cũng vui thôi, chứ đúng ra cái sự gọi như là cái hồn và cái Tết mà cổ truyền à, nó không phải nằm ở đây. Ở nước ngoài nó không có gì, nó có một cái không khí xuân ở trong, giống như trong nước được. Nó có hai cái cách là ở đây những người Việt ở xa quê đó, thường thường họ lại tạo ra mùa xuân. Họ thấy người dân trong nước, thí dụ như mùa xuân về ở trong nước thì họ đây họ kiếm cách họ tạo ra mùa xuân, chẳng hạn như đi mua sắm, mua quà, rồi họ mua hoa khi họ trưng lên, họ để họ nhớ lại cái ngày Tết trong nước thôi, họ trưng, mà cái không khí xuân không có. Còn ngược lại ở trong Tết á, thì nó có cái không khí xuân, có không khí xuân là nó kéo dài. Thì mình thí dụ cho một cái điển hình nha, thí dụ như trước khi Tết khoảng là 15 rằm đi, rằm tháng 2, hoặc là bắt đầu tới lương táo, rồi cái mùa xuân nó bắt đầu từ từ tới. Và tất cả mọi nhà, mọi người và mọi nơi đều có những cái động thái, thí dụ như là đi mua đồ sắm Tết, thì mua quần áo cho con cái nè, rồi ví dụ như nhà nào mà có dư dả chút ít thì là sửa sang lại nhà cửa. Còn những người nào ít ít một chút thì lại hay, hồi xưa có cái màn cái quét vôi, ta nhớ quét vôi. Còn nhà nào nghèo hơn nữa mà thì lại kiếm những cái tờ giấy, mà coi như mua tờ giấy, những cái tờ giấy nhật trình cũ rồi mà nó qua rồi nhưng mà nó còn đẹp, rồi bắt đầu quét hồ lên, dán kính nhà để cho thay đổi một cái trong nhà cho là một cái gì mới. Nói chung là tất cả mọi cái đều làm mới, từ bàn thờ, từ vách nhà, từ nói chung là cái gì cũng làm mới, nó kéo dài từ cả tháng. Tức là cái không khí xuân là cái mùa xuân đó, nó làm cho con người ta rộn ràng, và thứ nhất là đi sắm nè, thứ hai nữa là coi như là dọn dẹp nhà cửa cho nó sáng sủa nè, cái không khí Tết nó đầy dẫy và nó kéo theo tất cả mọi người mọi nhà, nó làm cho người ta nôn nao và người ta hứng hào hứng để mà chờ mà đón một cái năm mới, một cái mùa xuân mới. Và quan trọng nhất là cái đêm giao thừa là cái đêm giao mùa giữa
năm cũ và năm mới nó có tính cách linh thiêng lắm. Ta nhớ hồi nhỏ, tại vì ta tuổi thìn mà, năm nay năm thìn là năm năm tuổi nè, thì cái ông già tao ông nói cái mỗi lần cúng giao thừa xong cắn bắt tao đi ra ngoài đường, cũng ra ngoài đường đi ra đường rồi bắt đầu phải đi đi vô, thì chỉ có con thôi, cái là mày á là mình đi ra ngoài chút xíu rồi cũng chạy vô liền nha, chạy vô nhà xong đất đầu tiên. Có năm nào cũng giống như năm nào mấy chục năm như vậy, có nghĩa là hồi từ nhỏ tới lớn vậy, là cứ mình tao phải đi ra rồi đi vô. Thành ra người ta coi trọng cái vấn đề là xong nhà năm mới, cái người đầu tiên mà đặt chân vào nhà mình, người tuổi gì rồi có hạp với mình không, để làm, nói chung là rất là nhiều cái thủ tục mà mình tạm gọi là mê tín dị đoan, nhưng mà thực tế nó không phải, đó là một cái nét đẹp mà mùa xuân, có nghĩa là cái mà người ta tạo ra cái mùa xuân, nó có những cái mà mình không thể nói bằng lời được, nó hay lắm. Rồi khi mà hồi còn nhỏ thì đêm 30 là không có ngủ được, không có ngủ, nhất hoàn toàn không ngủ. Để chi, để sáng mùng 1 Tết là được gì, được mặc đi, được bận mua đồ mới, rồi xong ngồi chờ, rồi xong cái cúng vái ra ngoài, xong rồi cái chờ ông bà cha mẹ lên rồi mừng tuổi để lì xì con nít mà. Rồi bắt đầu khi lì gì xong rồi bắt đầu bỏ nhà bỏ cửa chạy chạy đi kiếm mấy cái chỗ như là bồ cua cá cọp, nói chung là rất là vui. Cái mùa xuân của người Việt mình ở trong nước đó, thực sự là nó sống động và nó có nhiều cái sắc thái, nó nhiều cái hình thức và nó có nhiều cái đẹp. Mình vô mà thì các cô gái nhắc, các cô thiếu nữ quần là áo lược rồi bận đồ thật là sự đẹp, rồi những cô gái mà trưởng thành hơn, ví dụ 20, 18, 20 thì rất đẹp, lược rất là đẹp, rồi lộng lẫy lược là, rồi xong rồi đi dạo xuân, trời, nó có nhiều cái vấn kỷ niệm rất là hay, rất là hay. Mà nó có chỉ có ở trong đất nước Việt nào thôi, bởi vì cái mình mới nói là cái không khí xuân á, nó chỉ có ở đất Việt, nước Việt Nam thôi. Mình nhắc lại lần nữa là những người mà xa xứ như mình ở đây thì mình chỉ nhìn về đất mẹ mà buồn cười thôi, bởi vì tức là tiếc là mình không có tại ở đất mẹ để mình hưởng được cái mùa xuân đó, nó linh, nó mình phải nói một cái điều là linh thiêng đó. Nó chỉ có tại Việt Nam, tại chỉ có đất đất mẹ mà thôi. Còn ngoài này cho rằng làm lễ hội, làm ì xèo, làm đủ thứ trò hội chợ các cái, nhưng mà thực chất là nó mình thấy nó không có cái gì gọi là nó ở xa, không biết sao, không biết là mình có vẻ mình có vẻ giống như kiểu mình có vẻ độc tài quá hay là không, nhưng mà cái mà mình không thấy nó có cái gì gọi là xuân cái chân rồi, nó có vẻ đơ đơ và cứng ngắc à, nó sao đâu mình cũng không hiểu nổi. Thì hôm nay mình live trễ, tại vì từ bữa tới giờ mình thấy không có chuyện gì mình phải để mình live stream nữa. Cái tật của mình là live stream là để mình phản biện là những cái mà cái người những người bên này không có ác cảm, không có thiện cảm với Việt Nam thì mình hơi phản biện thôi, chứ ngoài ra mình cũng không muốn đương gì. Với lại cái mùa xuân năm nay mình thấy Việt Nam mình quá ư là tuyệt vời, quá ư là xuất sắc, nó hay quá. Rồi mình nhìn đi qua đây mình ngồi mình thấy cái ngoài Hà Nội, ngoài chỗ gì đó Hồ Gươm, phải không, Hồ Gươm có một cái lễ hội ánh sáng, nói chung là ở đâu cũng đẹp, ở đâu cũng vui, mà ở đâu kể cả Đà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, con người ta nó có tính cách là thật sự là mình mới nói là cái điều năm nay Việt Nam mình theo tôi á là thực sự là một cái mùa xuân trọn vẹn. Và hay ở chỗ là tôi có ông bạn già kỳ này đi về ăn Tết Việt Nam, anh Peter Phượng đó, anh về Việt Nam mà anh đi dài dài từ Sài Gòn cho đến ra tới Hà Nội, và ông hưởng được tất cả cái thi vị, cái hương vị của mùa xuân ở Việt Nam. À, ông rủ lên live không biết ông chạy đâu không biết. Thật sự là mình thấy là cái mùa xuân năm nay mặc dù rất là tiếc, là mình rất là tiếc, mình rất là tiếc là tại vì mình không có mặt tại đất nước quê quê, quê 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 mẹ của mình, nhưng mà mình hứa chắc chắn với bạn là một trăm phần trăm là năm sau là sẽ có mặt. Nhưng mà đúng ra thì theo cá nhân tôi á, thì khi tôi đặt chân về đất nước tôi là đó là mùa xuân rồi, ngày nào cũng mùa xuân hết trơn, nó thẳng là như vậy, bởi mình vui á cho nên mùa xuân. Với lại cái không khí, nó chỉ thiếu cái không khí Tết thôi, chứ thực chất á ở những cái món ăn ngày Tết cổ truyền của Việt Nam mình hầu như ngày thường cũng có bán, mà ở chợ nó bán củ kiệu nè, tôm khô nè, nói chung là muốn gì có đó, thậm chí thịt kho hột vịt cũng có luôn nè, nói chung là củ kiệu tôm khô, nói chung là cái gì của Việt Nam ngày Tết là ngày thường ở chợ nó cũng có bán đầy vậy.
chỉ chẳng qua là vì chúng ta mình ăn qua cái mùa Tết rồi mình thấy mình ngán thôi. Rồi bánh tét nè, bánh chưng nè, ngày thường cũng có bán luôn, nói chung không có thứ thiếu cái gì cả, chẳng qua là trong lòng mình nó thiếu không khí Tết của cái dân tộc, của cả đất nước thôi. Chứ ngày thường mình về, đối với tôi là tôi đến bước chân về Việt Nam là ngày đó là ngày xuân, mùa xuân của tôi, cười te tét và chúng ta cười, cũng có một cái sự hưng phấn và mình vui trong cái cuộc sống của mình. Về tới Việt Nam là vui, thấy vui rồi, cái chuyện đó mình không bàn cãi nữa. Sẵn dịp hôm nay là ở bên Mỹ là ngày Valentine, ngày đó là ngày lễ tình nhân, thì mình nói chút qua cái đề này. Chào luật sử nha. Cái ngày Valentine là ngày tình yêu mà ngày nó xuất phát tại Mỹ chứ không phải tại Việt Nam, mà Việt Nam bây giờ nó cũng theo phương Tây rồi, nó cũng ăn theo. Việt Nam mình có ngày 8 tháng 3 rồi, trời ơi còn cái Valentine là cái gì nữa, thôi kệ, cái đó là quyền mỗi người, cái đó cũng hay, nó cũng đẹp thôi. Cái đó là một cái thời gian là người ta trao gửi những cái sự yêu thương bằng lời nói hay là bằng này kia thì mình cũng không bàn cái, nhưng mà riêng cá nhân ta tôi ghét cái ngày đó, biết sao không, mùng hai Tết mới đứng dậy tỉnh bơ à, rồi đi giặt đồ, nói trời ơi, mùng hai Tết rồi má, hai Tết đây Mỹ không có Tết nhất gì hết, đi giặt đồ lon ton ôm đồ đi giặt, rồi là quê rồi nha, rồi là quê rồi đó, bởi vì mà thực sự Tết là người ta cũng đi làm, tất cả mọi người đi làm hết chứ không có Tết tiết gì trên trời, hình ta tức người ta trả thù, không có là làm thi và đang tham và đang thai gì hết trơn á. Ok, thứ thứ nhất là vậy, có ai lên chơi không, có lên tán gẫu mấy đầu đầu năm tán gẫu chút xíu coi. Thì nói tới Việt Nam thì mình không nói gì nữa, tại vì nó quá ư là mình thấy nó tuyệt vời. Mùa xuân năm nay có nhiều cái sự mình gọi là coi như là cái tổ chức vẹn đề cái, những cái mà nơi vui chơi thực sự là mình thấy thực sự là mình thấy ấn tượng. Còn ngược lại quay về phía Mỹ thì phía bên Bonsa đó, khu phố người Việt ở đâu đó, thì hôm nay nó có những cái màn diễn hành mà mình phải nói là mà một cái sự là coi như là hỗn tạp, một cái sự lai căng và một cái sự coi như ăn theo, hầu như họ không hiểu gì, họ không hiểu gì cái Tết Nguyên Đán và cái cộng đồng người Việt mình ăn theo thôi. Thì thực chất ra ở đây thì cộng đồng người Hoa lớn lớn, cho nên vì chỗ đó ở đâu cũng thấy người Hoa, và có những cái trò mà mình gọi là mình cũng coi, cái mình không ở bển cho nên mình không biết, nhưng mà có điều mình coi những cái nguồn tin chẳng hạn như là trực diện TV của Minh Giang này kia, thì coi mình nó lòi ra những cái mình không thể chấp nhận được, toàn là quần áo lỗ lăng, không có tính cách truyền thống, không có cái không có cái gì đó. Lễ Tết mình mà diễn hành là toàn là đồ Anh Quốc rồi đồ bận đồ bận, nói chung là nó ngược ngạo, nó kỳ cục, nó không có cái líu gì mà nó bát nháo, là nó không có cái gì gọi là truyền thống cả. Rồi cũng dựng cờ rồi lên rồi cũng đi tới đi lui này kia, thì kệ đi thôi, mấy ông đó cũng vô là coi như hưởng sáng, giống như nãy tôi nói đó, có nghĩa là cái Tết của Việt Nam nó thi vị và nó đẹp đẽ bao nhiêu, thì mấy ông này chỉ có tính cách là mình nhớ lại những cái năm tháng còn ở lại Việt Nam mà những ngày Tết nghèo hèn sang giàu gì nó cũng có một mùa xuân, nó có một cái không khí Tết rất là đầm ấm, thì mấy ông ăn theo thôi, mà cái điều đó mình cũng không bàn cãi. Nhưng mà nó có một điều được, một năm nay tôi có một điều khen, có một điều khen cái này chắc là mấy ông nó cũng nghe lời mình nói. Có nghĩa là mình ít thấy, không biết có hay là không, mình không thấy, nhưng mình không thấy những lúc gần đây lấy cái lá cờ xé ra rồi may áo vú rồi may nón rồi may áo ngực rồi may quần tôi thấy không có cái gì nữa, thì đó là một điều rất là tốt mừng, bởi vì ít nhất trong cuộc đời của ông phải tôn trọng cái lá cờ của ông, mà ông lấy lá cờ ra ông làm cái chuyện cái trò như là may áo rồi may quần rồi may nón rồi may áo vú rồi may áo ngực thì tùm lum tà la, cái chuyện đó nó thấy nó buồn cười. Thế giờ chính bản thân ông không tôn trọng lá cờ gì, và ông lúc nào ông quên qua ông nói này nói kia tầm là tào lao, nhưng mà hồi năm nay rồi mình thấy mấy cuộc diễn hành mình không thấy cái lá cờ làm cái trò đó nữa. Cái điều đó mình không biết là có hay là không, mình không rành, nhưng mà có cái điều tôi dòm qua mấy cái như là nhà phố bên sai TV rồi trực tiếp những cái loại như thầy diễn hành thì mình không thấy rõ ra, thì cái đó cũng là một cái điều đáng mừng, nó hẳn là vậy, đáng mừng cũng biết sửa sai để thấy vậy, rồi bởi vì ông không biết đâu là sai đâu là đúng chứ trời, nó rõ ràng vậy. Mình cũng đã lên án những cái điều rồi, cái điều đó mình cũng lên án, nhưng mà cái điều là mình thấy thấy nó hình như là, theo tôi thì thấy đúng đúng rồi đó,
nhưng mà không biết có người làm không biết, nhưng mà thấy tôi thấy thì không thấy. Ok. Ô Phượng ơi, ba Hùng dính dí ông đâu rồi trời? Mình cũng không bàn cái nữa, thì có bữa nay coi như là hết Tết rồi, bữa nay qua mùng mùng sáu mùng bảy rồi phải không, mùng bữa nay là mùng sáu mùng bảy rồi, thì coi như cũng đã vừa qua cái Tết rồi. Mà nói đi nói lại thì trước Tết thì nhà nước Việt Nam mình thấy có phát ra một chiến dịch coi như rất là căng là vấn đề uống rượu bia. Cái điều đó thực sự là mình đồng tình và mình cảm thấy là mình rất là vui về cái điều đó, mặc dù tôi cũng là nhậu vậy mà tôi nhậu ở nhà không, tôi không dám ra đường. Thế thì đã ngăn chặn một cái số trường hợp mà tai nạn giao thông mấy bữa Tết rất là đáng kể, nhưng mà vẫn có hai trăm mấy chục mạng người đã mất đi về tai nạn giao thông. Cái điều này mình cũng thấy là buồn, cái đề làm tiếc, nhưng mà có điều trước khi mà Tết đến thì đã có những cái phát động chiến dịch mà thổi nồng độ cồn này kia, thì cũng có nhiều người rất là phản ảnh, nhưng mà mình nghĩ là nó, nhưng thực sự là mình nói là có nghĩa là người ta không hiểu gì cả. Đó là cái chủ trương đúng đắn, rất là đúng đắn của nhà nước rõ ràng vậy. Bởi vì tôi biết là sắp sửa Tết, mà đã Tết thì đương nhiên phải nhậu bét nhè, mà nhậu bét nhè thì đương nhiên là tai nạn giao thông sẽ khủng khiếp. Mà đã ngăn ngừa như vậy rồi mà vẫn có tai nạn giao thông xảy ra rất là nhiều, 2200 mấy, mà không biết nó có tăng giảm gì theo cái số liệu mà theo cái mỗi năm khác là không, không biết. Nhưng mà cái điều mình thấy là như vậy cũng vẫn còn, chừng nào mà không có người nào thì mới là mình thấy mới đạt, nhưng mà thật làm gì mà không có chuyện đó được, không có uống chỗ này thì cũng uống chỗ kia, mà nó có cái bệnh kỳ lắm, nó có cái bệnh mấy ông nhậu, tôi nhậu tôi biết mà, nhậu mà không có đã là không có chịu về, là phải đi chỗ khác, mà bởi vậy khổ. Rồi thường thứ nhất đâu có ai muốn lên chơi không, coi báo cáo tình hình trong nước còn sao mấy bữa Tết có sao rồi say xỉn sao, mà bữa nay tôi dòm, bữa nay dòm qua dòm lại mấy cái diễn đàn thì cũng thấy người ta vẫn còn nhậu nha, những người chưa đi làm á, bởi vì cái người vẫn còn những người đi làm, mà những người mà quên gọi là lao động thời vụ, hoặc là những người mà chưa có công việc làm, hoặc là không có làm hãng, không có làm nhà nước thì vẫn còn lai rai ở nhà, vẫn còn nhậu, làm nhậu lai rai đó nha. Thì rõ ràng là bên này là tôi không có Tết thì tôi cũng đã nói rồi, tất nhiên là không phải không có Tết mà không làm gì, cũng làm mâm cơm cúng ông bà, cũng mua hoa mua quả, mua mấy đồ bánh tét, rồi xong rồi mua trái cây về trưng, cũng cúng giao thừa, cũng làm ở đó, nhưng mà làm đơn thân độc mã, làm một mình thôi. Ở đây nó buồn lên chỗ đó lắm, là nhớ hồi nhỏ cái ngày 30 tháng 4, đêm 30 tháng 4, đêm giao thừa, trời rinh bằng thiên vui lắm, con nít quỷ mà đâu có sợ gì đâu, nên là chạy đi rinh bằng thiên, rồi người lớn cũng la làng lên thôi, nhưng mà Tết người ta tha thứ, người ta sẽ bỏ qua những cái chuyện buồn cười chứ ngày thôi, nhưng mà ngày Tết thì cái gì cũng bỏ qua. Cái có cái này nữa là có cái là mình cũng nói đi nói lại mất đây 2-3 lần rồi, nhưng mà thôi buồn cười, có nghĩa là cái khi khi mà Tết đến mùa xuân về đó thì con người ta nó có tính cách hay là, mà cái này là vô vô hình chung nha, tự động tới nè, người ta sẽ chỉnh chu hơn nè, người ta ăn mặc đẹp hơn nè, đầu cổ gọn gàng hơn nè, lời nói nó nhã nhặn hơn nè, nói chung là rồi có những cái sự tha thứ lẫn nhau nè, ví dụ ra đường mà ngày thường mà đi lỡ mà cọ quẹt lên kia là sừng sồ sừng cồ lên, rồi kêu cảnh sát giao thông tới, rồi làm đủ, thậm chí nhiều khi đụng tay đụng chân. Nhưng ba hôm Tết á, thí dụ cái cọ quẹt ăn nữa ha, chào chúc anh năm mới mạnh khỏe nha, anh kia cười, biết rằng đau, biết rằng trầy xe, nhưng mà cũng cười, có nghĩa là tất cả mọi cái đều bỏ qua, rồi vì cái chỗ mùa Tết mà cho nên ra người ta không, có người ta nó hay chứ đó, có nghĩa là cái mùa xuân tại ở đất nước đó, nó có những cái rất là hay, là tự nhiên họ họ họ, họ dịu lại và họ cảm thấy là không sao đâu anh, năm mới chúc anh vui vẻ mạnh khỏe gia đình phát tài, là cái đường trong đầu có hai người cười rồi xong, mặc dù mới gì đụng xe đó. Cái đó nó nói lên cái điều gì? Cái đó là cái điều cái tính cái một cái phong tục tập quán mà cổ truyền, cái Tết cổ truyền mình nó rất là hay và nó rất là nhân văn, anh thấy rõ ràng không? Nhưng mà ngày thường thì không được. Rồi xong rồi khi nó có những cái thí dụ như hàng xóm thí dụ xích mích nhẹ, thí dụ như mà karaoke ồn quá những cái tao ngủ không được dữ vậy, nhưng hôm đó Tết cái xong cái mọi người cũng qua nhau chúc Tết nhau, cái tự nhiên nó quá giải, có nghĩa là nó hay cho đó, có nghĩa là con người ta nó có những cái mà cái mùa Tết đó, nó làm cho con người ta xích lại gần nhau, biết đoàn kết, biết yêu thương, rồi xong rồi nó hay lắm. Biết chỉnh chu một chút, rồi biết ăn mặc đẹp một chút nè, cũng băng dài băng hia, ngày thường sao cũng được, nhưng mà Tết là phải ăn mặc chỉnh chu, phải cà ra vát, rồi nói chung là cái gì mà đẹp nhất là cái đêm tới đưa ra tới cái ngày mùa xuân, đúng không mọi người? Ok. À.
Anh Phượng đâu rồi trời? Lên đi cha, Facebook á để máy ngang nha. Thấy chưa? Rồi, lên đi. Ok, đợi chút, đợi chút. Lên báo cáo coi sao. Ê, ông bạn già tôi thì Tết năm nay là ổng quá đã, ổng là người xa xứ mấy chục năm ổng không về ăn Tết. Kỳ này ông về ăn Tết một cái Tết rất là trọn vẹn, đi từ Nam tới Bắc, và hiện giờ ổng rời Hà Nội, ổng trở về thành phố Hồ Chí Minh rồi, đang ở quận Phú Nhuận rồi, ở gì đó, ở cổng xe lửa số 10, ở số gì số 6 số 10 tôi không quen, quên mẹ rồi, nhưng mà cái đó là vào thành phố Hồ Chí Minh rồi. Ok. À, thế là mùa xuân mới vừa qua, và năm nay mình cảm thấy là đất nước mình có một cái niềm mà theo mình tiên đoán, có nghĩa là vượt bậc, mình có thấy là có cái tinh đà, một cái đà còn đi lên. À, kỳ này Việt Nam mình chơi dữ quá, 2.000 cái drone đục để mà thắp pháo, làm một cái gì ta, một cái ở ngoài Hà Nội á, là một cái gì gọi là hoa đăng hả, không phải hoa đăng, cái là ánh sáng mà rất là hay, dữ dằn. Chờ ông bà già rồi, không chờ vô rồi, ok. Ủa đâu mất rồi? Ok Hello anh nghe rõ không anh? sếp. Nghe tốt anh. Ok, thế nghe nói anh hiện giờ đang ở Sài Gòn rồi, ở thành phố Hồ Chí Minh rồi phải không? Mình vừa tới rồi đó, mình vừa Rồi mới vừa ok. Rồi mới vừa tới thành phố. anh báo cáo coi cái vụ mà anh về Việt Nam anh ăn Tết, là anh trải dài đất nước anh ăn Tết kỳ này anh đã quá mà. Anh bỏ tôi anh đi anh bỏ tôi anh đi quá trời đi chơi rồi. Rồi anh kể lại cái vụ mà ăn Tết có cái gì vui không anh? Rồi sao mà anh Ồ. Vâng, cảm ơn anh. Mình cũng may là được mình được ăn Tết ở lần đầu tiên đó, mình được ăn Tết ở Việt Nam mà thế cũng rất là đầy đủ á. Thế ăn Tết ở ngoài Bắc. À, năm 2020 thì được ăn Tết ở trong Nam. Ăn Tết ở Bến Tre, đón giao thừa Bến Tre. Năm nay thì đón giao thừa ở một cái làng ở bên Vĩnh Phúc, quê vợ mình. Thì Vĩnh Phúc anh, họ mình cái làng mình ở thì cũng rất là đẹp, rất là trù phú, và người ta ăn Tết rất là vui anh ấy. Nó Tết ở làng nó khác khác thì không khác, mình không đâu có biết là khác thế nào, nhưng mà tại vì mình ăn Tết ở bên này á thì ra anh ăn Tết đây sao, rồi tôi ăn Tết cũng như vậy á. Thành thử đất kỳ này mình về Việt Nam mình ăn Tết ở trong cái làng của bên quê vợ mình thấy rất là đặc biệt đấy. Tức là anh có biết là mấy ngày Tết đó tôi đâu có đi đâu, tôi ngồi tôi nhìn dán vô mắt, không không phải cái mặt của tôi dán vô trên cái màn hình tivi bự dần dần, tôi cái toàn là mở YouTube không, mở YouTube không, từ chỗ này từ chỗ kia. Anh biết cái Tết Việt Nam mình nó hay ở chỗ buồn cười, giống như nãy giờ tôi mới nói, nó làm cho con người ta gần nhau hơn rồi, họ tha thứ nhiều, họ rộng rãi hơn rồi, họ rồi nó hóa giải những cái xích mích nhỏ nhỏ, lớn thì mình không nói, nhưng mà ví dụ như là rồi con người ta thấy chỉnh chu hơn, gọn gàng hơn, ăn mặc đẹp hơn, lời nói nó tế nhị hơn, nói chung là Đúng.
rồi cái đời đó là cái điều hình như là chỉ có trong đất mẹ mà thôi, trong đất nước người ta mới có Ừ. thôi. Cái điểm thứ nhất, cái điểm Đúng. thứ hai là ở tôi coi trên YouTube tôi thấy hình như là họ ăn cả làng luôn anh. Ví dụ Ừ. có nghĩa là gì vậy, có nghĩa là ở trên mấy cái vùng Tây Bắc á, tôi coi trên mấy Ừ. vùng Tây Bắc á, thì họ ăn nguyên một cái xóm luôn, họ chia phần lẫn nhau rồi họ ăn Tết nguyên cái sân bằng xi măng, nó dài khoảng cả trăm mét á, khoảng dài 300 người ăn Tết cùng một lần luôn, cùng ăn nhậu, nói chung là cả một cái bàn, cả một cái làng luôn anh. Nó rất là vui, và họ 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 reo rồi họ làm những cái vụ là họ hét rồi. Nhưng thì thực sự là mình mới nói là mình ấn tượng, bởi vì ở ở Việt Nam nó chỉ mới có những cái điều đó, họ ăn Tết theo kiểu của họ là ăn Tết cả làng luôn, chứ nó không có Tết cá nhân luôn anh. Rồi họ giết bò, họ giết heo, họ làm đủ trò. Đúng rồi. Thì anh về quê thì của bả Vĩnh Phúc ăn thì mình thấy ăn Tết, mà cái không khí Tết tôi thấy hình như là ở Việt Nam là từ đầu đường, đầu ngõ cho đến xóm làng, từ thành phố cho đến thôn quê, từ miền núi cho đến cái miền mà coi như là miền vùng sâu vùng xa, tất cả mọi người đều hân hoan và đều ăn Tết, đúng không? Đúng Đúng không? rồi Ok. thì Có mình Tết ở Việt Nam ấy, Tết mình thấy là như là mình ăn ở trong cái làng của mình, đến khi mùa Tết ra thì mình biết là như là bà con mình ở trong cái làng nó đông thật, đi ra ngoài đường của mình cứ là hết cái nhà này đến cái nhà kia, chiều nay là anh chị qua nhà em, rồi sáng buổi trưa này thì nhà này, chiều thì nhà này, tối nhà này, lúc nào mà thức ăn thì biết nó buồn cười lắm nhá. Tết nhà nhà nào nấu cũng đúng rồi, một món, cũng vậy, bởi nhà nào vậy cũng có bánh chưng, rồi cũng có bao nhiêu đó món, nhưng mà đặc biệt là khi mà mình đến là phải bày ra đầy đủ, đúng rồi ăn không có nhiều, mỗi thứ thứ gắp một miếng vậy, nhưng mà ai đến cũng phải đầy đủ, bày ra cho đó. đầy đủ ra, rất là thân thiện và rất là đặc biệt đây. Tôi thấy như cái nhà của ông chú tôi, chú của vợ tôi, ông hạ một con heo 60 cân, 60 cân là 60 kg thì làm đủ, chia ra mỗi nhà một tí, rồi mỗi người làm một kiểu. Cái con heo đó, họ nuôi xong là họ chỉ để Để cái chờ Tết thật ăn thôi. để chờ Tết đó. Mà cái con heo mà nó hạ xuống, người ta hạ xuống đây tại nó tươi á, ăn Cái rất là gì được, ngon, rất cái gì tươi, Việt thơm, Nam mình nó có hay chỗ đó đâu. Có phải là rất là thơm anh tôi đã ơi. từng nói rất là nhiều lần rồi, ở mình ở sống bên này nó quá lâu rồi, mình cảm thấy mình chán ngán với những cái thích mà đồ đông lạnh đây. Mình về Việt Nam mình thích thú là cái chỗ là cái từ con cá, từ con gà, từ con heo, miếng thịt lúc nào nó cũng tươi rói. Chính nó ngon là nó ngon vì nó tươi, nó tươi Mà là nó nó ngon tươi, thôi, nó đúng ngon là nó tươi thôi. Khổ vậy cho nên mình đi bộ trong trong cái làng, mình đạp xe đạp trong cái làng, đi đâu cũng thấy cái người thấy mùi khói, hỏi ra té ra là cái mùi khói nấu bánh chưng, nhà nào cũng nấu rồi, nhà tại vì đất đất là làng mà nó rộng, nhà nào cũng nấu, có nhà nấu 10 cái, có nhà nấu 11 cái, 12 cái, nhưng mà đại khái là đi đâu cũng thấy có mùi khói. cái thuật mà nấu bánh chưng á, nó cũng là một cái thú của người già đó anh em, cái thú người già. Cứ buổi chiều bắt đầu nhóm củi lên rồi bắt đầu bánh chưng tới khuya, rồi mấy ông già ngồi vừa ngồi canh bánh rồi uống nước Đấy, trà rồi ngồi nói chuyện nhiều mà khi người ta lâu ghê rồi mới nhìn thấy cái cảnh nó mới nấu cái kia có bánh chưng, mình nấu bánh chưng, mình ở nhà ông chú mình thì đến thì đó thấy mấy đứa con gái xuống, nó giã này, nó giã cái kia, nó giã cái lá riềng ra để nó lấy màu, nó trộn vô gạo, rồi nó luộc này luộc kia, rồi thấy thằng làm gà đó, mình thấy cái không khí mà có bánh chưng ở trong cái nhà mình nó đặc biệt lắm anh. đó là cái điều khi mùa Tết đến thì tất cả mọi người trong gia đình, nhất là ở vùng quê, thì họ xúm Vùng xa quê xúm xích, họ đúng tức là rồi, họ xúm xa xúm xích, họ lăn xăng, họ làm những cái mà đúng ví dụ như điếu nhất đến thứ hai ngày 30, mà ví dụ như có khách tới đúng nhà, trời ơi họ rồi, lăn xăng bước xích là rất là thế. Và nó chỉ có mùa Tết như vậy mà đúng thôi, còn bình thường thì tất cả không bao giờ có đó. rồi. Nó có một cái nét đẹp nữa hay là tôi thấy hoài, có cái gì bất cứ ở đâu nhưng mà khi gia đình nào ở miền quê hay gì đó thì có con đi làm ăn xa hai Đi ba buổi, về nhưng mà đặc biệt Tết là phải về đó, nó ngộ chứ nó coi là anh thấy đâu nào ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, cái mùa Tết là người ta gồng gánh xe cộ cả mấy cái hàng trăm ngàn người ấy, rồi bắt đầu chạy về tứ tán là về quê. À, thấy không, tại sao phải về quê?
ở đó ăn Tết cũng được hay không? Phải về quê, Bây giờ về ở đó, nơi đó là quê cha đất tổ, ông bà các cái phải cúng rằm. Nói chung là cái phong tục tập quán nó rất là hay anh, nó hay ở chỗ đó. Có nghĩa là làm gì làm không cần biết, anh đi đâu anh tha phương cầu thực anh không biết, nhưng khi Tết đến bắt buộc anh phải về quê. Cái chữ bắt buộc này nó không đúng, nhưng mà có nghĩa là người ta vô tình người ta bị cái là phải về 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 với ông bà, về với cha mẹ, về phụ giúp con. Nói chung là hay, cái điều đó rất là hay anh. Bởi vì năm nào, và một cái năm nay nữa tôi thấy rất là xúc động là trên cái đường về quê, những người đèo bồng nhau thì cảnh sát giao thông phát nước, là phát khắc khăn lạnh, rồi những cái mà bổ túc theo cái kiểu mà đường đi xa đó, cả trăm cây số lận mà người ta phát nước rồi, thì mình thấy cái đó là rất là cảm động. Mặc dù cái đó nó nhỏ thôi, nó không có lợi gì cả, nhưng mà rất là cảm Đúng động, rồi, rất là hay. cái tinh thần hồi sáng này mình đi đi ra phi trường Nội Bài, bay vào trong Sài Gòn thì em biết không, cái phi trường Nội Bài, cái quốc nội chen cứng người, đặt người rất là đông người ra. Thì khi mình về đến đây á, thì đến buổi tối này mình ngồi mình nghỉ một chút, đó là mình ở Hà Nội được độ 4 5 ngày, từ ngày mùng 2 Tết. Thì Hà Nội họ ăn Tết cẩn thận lắm anh. Hà Nội họ ăn diện phụ nữ, tất mình đi vô trong Hoàng thành Thăng Long, những người phụ nữ mặc áo dài rất nhiều. Buổi ngay cả những khi buổi sáng người ta đi tập thể dục, tôi cũng thấy một bao nhiêu nhóm người họ đi, họ mặc áo dài họ tập thể dục. Thường thường ngày ngày thường thì họ tập thể dục thì Trời, họ mặc quần áo mặc áo thường, dài, mặc áo mặc dài áo sao dài đi tập thể dục được dục ta? kinh không? Đó là mà mình thấy mấy đám ở mấy Anh ơi, anh ở trong Nam thì nó có, ở trong Nam thì nó có một cái thú chơi hoa, là cái thú ở Việt Nam là chơi mai, nhưng mà ở ngoài Bắc thì người ta lại chơi đào. chơi đào, đúng rồi, chơi đào chơi quất này, Hay chơi đào á, quất. cái phong tục tập quán là mỗi nơi là mỗi khác, nhưng mà nó tự chung thì cái mà nó hay cái chỗ là cái mùa đào với cái mùa mai thì nó nằm ngay cái dịp Tết, Tết nó mới nở. Nó hay hay Người chưa, ta hám nó lại có đó, vậy đúng rồi hay. đó. Mình đi chung quanh cái bờ hồ Hoàn Kiếm, chu cha, tức là chung quanh cái bờ hồ, tức là họ đào đào đấy, họ cứ để dọc cái bờ hồ, rồi đi đâu cũng thế nào. Đặc biệt là những cái công công viên này mà công nhận là cái hoa đào họ trồng nó thành một cái nó thành cái hình dạng rất là rõ ràng, tức là cái rễ của nó rất là to, nó chỉ cao bằng từ cái bụng mình đến cái đầu mình thôi, rồi lên trên cái nó tỏa ra, nó tỏa ra thì dưới này họ, mà tôi nghĩ là họ trồng ở đâu á, đến mùa Tết thì họ mang về đó, Đúng rồi. cái họ hạ xuống, hay là có thể họ để, vẫn còn để nằm trong cái chậu. Đặc biệt là tôi đi ra cái chỗ dinh Lăng Bác Hồ đấy, chu cha của nó hoa xuống. Người 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 Việt Nam mình có vẻ là rất là mê hoa, nhất là tôi nghĩ là người ở ngoài Bắc họ rất là mê hoa. Nhà nào cũng phải có hoa, lớn bé gì cũng phải hoa, hoa đào, rồi cái quất mình yêu vậy cũng thấy. Thì tôi nghĩ là cái hoa hoa đào ngoài Bắc ấy, thì nó nhiều hơn là cái cây thông ở Mỹ mùa Giáng sinh, nhiều hơn rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì nhà nhà đi Từng nhà xài mà, từng nhà từ nhà nhà đi xài. Còn nhà không phải là một cây, nhiều cây cây, thông thì nó hiếm hoi lắm, nó đúng vừa rồi, cây cây nhiều thông cây của nó chơi không 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 theo tôi quan lắm. niệm là cây thông anh là chỉ cho cái người Mỹ và chỉ với có tiền thôi. Còn như tụi mình á, tại có một lần mà tôi cũng bị một lần có gì à, khi anh mua cây thông đó ở ở Vinamilk là thiếu gì, có nghĩa là cái mùa Noel khi anh mua về rồi chơi không được bao lâu á, chơi mấy mấy ngày thì cái lá thông nó rụng xuống, cái cây lá thông nó rụng xuống, mà nhà thảm nữa cho nên rất là dơ. Rồi xong rồi anh đem ra anh bỏ, nó nặng nề, nó bự lắm chứ nó không có nhỏ đâu. Cái cây cái đoạn nó gọi là cái ngọn cây thông ra đấy được cái đoạn đó thôi, mắc lắm. Mà công nhận là cái người Việt Nam mình họ mê hoa thật đó. Tôi đâu có nghĩ, tôi đâu có biết là người Việt Nam, tôi nghĩ là dân mình ở ngoài Bắc mình, tôi không thể tưởng tượng người ta có thể mê hoa đến mức độ vậy. Vô trong nhà có những nhà vô toàn hoa, nhà nào cũng Anh ơi, mấy bệt bệt có cửa cái này, có cái này, có nghĩa là cái ở Hà Nội hoặc là nói chung là ngoài Hà Nội là cái sổ. thủ Thế đô, Hà Nội. mình gọi là thủ đô ngàn năm văn vật mà anh, cho nên vì tôi nói là Hoa cái văn hóa họ rất là, rồi tôi nói cho anh nghe là
những thi văn, những nhà thơ, những nhà đều xuất thân từ Hà Nội cả. Tâm hồn họ rất là ấy, nhưng mà mình phục ở chỗ là vậy đó, con người thơ như vậy đó, nhưng mà khi đụng chuyện mà ấy thì thực sự là mình phải nói là họ có chuyện với họ đấy, thấy không? Đúng rồi đấy, anh nói đúng. Mình đi ở ngoài Hà Nội đó, cái kỳ vừa rồi mình được dự lễ hội Gò Đống Đa, nên hội Gò Đống Đa công nhận là cái hội to thật. Mình đi hôm quay, mình đi cái hôm đầu tiên là cái hôm mùng năm Tết đó, là hôm thứ ba, chăng thứ ba hay là thứ tư, hôm nay là thứ sáu, thì cái hôm đó là cái hôm khởi đầu nè, tức là hôm mùng năm, mùng sáu, hôm nay là mùng bảy, ngày thêm một ngày nữa, tức là ngày mai thứ Cái bảy, ngày mai ngày thứ lễ hội Đống Đa, người bốn đó ngày là ngày vua Quang Trung mà chiến thắng đừng Hạ Hồi cái gì, cái trận đó đúng là rồi, trận là đúng rồi, Thăng ok Long á, đúng rồi mà đúng thật đúng, mà cứ công nhận đó là cái Gò Đống Đa, trời ơi, cái hôm mà ngày mùng năm Tết là ta nó ken người đặt người ấy, mà những cái màn trình diễn về 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 lịch sử, mấy màn trình diễn văn nghệ rất là hay, rất là đặc sắc, có anh ơi, rất anh lucky quá, anh về cái mùa này biết nhiều. sao, anh đi quá trời mà biết sao không, anh nhiều lễ hội nó có ý nghĩa, nó có nhiều cái lễ về hội ý nghĩa quá. Tôi về tháng tư chỉ có ăn được một cái lễ ba bữa tư thôi, ngoài ra đâu có lễ gì đâu à, lỡ gặp một cái đó thôi chứ không có lễ gì đâu. Còn ông là đủ thứ chuyện, là ông đi ăn từ dài đó, bao nhiêu cái lễ nó nối tiếp với nhau tới gần mùa Tết á. Vậy là ông lucky quá, tôi về tôi hẩm hiu quá. Thôi Thì bởi vậy đó là ăn cái Tết này chưa xong, chưa hoàn thành cái Tết, sẽ thấy là anh em mình bàn đến cái Tết năm tới là không biết sao đấy, đang được nữa. Tết thì thôi ăn chưa kệ xong đi, là bàn đến còn sống, còn sống thì còn cứ bàn tới thôi, đó là cái điều Tết mà cái vui năm của những người lớn tuổi là như vậy anh à. Bởi vì ok. không còn là cái thời gian mà tương lai, cái thời gian tới mình chẳng còn biết bao nhiêu, cho nên nó ngắn quá, nên là mình cứ có nghĩa là mình được đi hoặc đi đâu, hoặc là mình cảm thấy mình vui là mình cứ việc đi, cái điều đó là điều tốt nhất của những người lớn tuổi như tôi với anh vậy đó. Có nghĩa là bây giờ cứ việc vui thôi, đi đâu được thì đi, ngoài ra Đúng rồi. thế thôi. Còn Thì đất nước mình thì mình cũng phải nói một câu như vậy, có nghĩa là ngay bây giờ nó yên bình quá, nó thẳng là nó yên bình quá. Và mình thấy mới vừa mùng 2, mùng 3 Tết thì có một cái tàu khách quốc tế rất là lớn, khủng khiếp luôn, nó đổ vào tới 1.000 người khách du khách của châu Âu đó, nó đổ vào cửa biển ở đâu Nha Trang thì phải, Đà Nẵng hay Nha Trang gì không biết nữa, cả ngàn người khách ngoại quốc, cái tàu tàu du thuyền bự lắm. Thì nói như vậy để cho mình hiểu rằng cái mình không phải nói riêng gì đâu, nhưng mình thấy là cái đất nước hiện giờ dồn đi dồn lại, kể Trung Á, Tây Á, rồi Trung Đông, rồi phía Trung Mỹ, châu Mỹ rồi kia, hầu như tất cả chỗ nào ngay bây giờ thấy Tết Việt Nam mà tụi nó bắn nhau ì xèo đó rồi không á, là mà chỉ riêng đất nước Việt Nam mình nó yên bình mà thấy nó thanh bình cách lạ lùng, anh thấy không? Đó là một cái điều mà thấy là Việt Nam mình thịnh vượng nó hẳn như vậy. Và cái mùa xuân này mình cũng thấy rõ ràng là mùa xuân rất là ý nghĩa của Việt Nam mình, không có một cái gì xáo trộn về vấn đề chính trị cả. Và hầu như đầu năm đã có ông nội Indonesia hả, hay là ông gì qua qua sông đất rồi, vậy đó. là ông tổng thống nào á Ủa vậy tôi đó không hả? Không nhớ. không nghe không nghe cái vụ này à? Cái vụ sông đất Việt Nam mình đây mình không nghe, mắc đi chơi quá rồi không nghe rồi. Chắc là Thì tôi anh cũng coi đang mong thử manh coi. Vậy à? tôi Anh biết không, anh tôi ở Hà Nội, anh mình ra Hà Nội ta ra đủ loại người. Ông mình Trời ơi. nghe cái giọng có nói đó, rồi mình nhìn cái sắc Cũng da của đúng nó, ta rồi. ra đủ thứ người chứ. Đủ thứ người, Dân đủ. dân Anh Lê, dân Australia, Ấn Độ, Đại Hàn, Nhật Bản, tôi ngồi tôi ăn phở với mấy ông Nhật Bản, người người Tàu, người Trung Quốc, đủ loại người, mà cái phố cổ nó cứ đi ra là gặp gặp người Việt Nam đó thì là mình biết rồi, nhưng mà gặp Ông ơi, ông ơi, cái mùa này Tết rất rất nhiều ông người ơi. vợ có khi nào nó tị nạn chính trị không? Không, Thì mình biết, nhưng mà rất nhiều người, tôi rất là ràng tôi gặp bao nhiêu người, tôi nói chuyện với bao nhiêu người, toàn là những người ở mãi đâu đâu đâu, đâu chỉ có đâu mấy ông Tây Ban Nha, nói còn chung là ở đâu bên b còn những cái thằng cha mà
nó nói mà mình nhận không ra cái giọng đó, thì là mình cũng có dám hỏi cái thôi, mình cũng có dám nói chuyện thôi. Nhưng mà mình rất là ngạc nhiên, anh Tết mà anh em mình qua ăn cái Tết ở Việt Nam rất là nhiều Thì đó á. có nghĩa là anh thấy rõ ràng không, thấy không? Cái ý tôi muốn nói cái điều này là có Hoãn nghĩa là cái không khí Tết và cái Tết cổ truyền Việt Nam đó, nó Tết. lôi cuốn đến những cái người Mấy khác mấy người khác và mấy người ở ngoại quốc khác tới. khác, chứ không phải là à, có nghĩa là cái nó đẹp đến mức độ là cái những người họ tò mò những đất nước khác như Tân Tây Lan, Hà Lan, Anh Quốc, Pháp, họ không hiểu cái gì Việt Nam cả, và họ nghe phong thanh đâu cái Tết là nó sao sao á, thành ra họ có thể là họ tới họ du lịch, nó thẳng lên như vậy và họ tìm á, và nó không phải mới đây đâu. Và tôi nói cho anh nghe, cái đó chẳng qua là mấy ông nội YouTuber Mỹ chứ biết tôi và con cái, gọi là có nhiều đứa anh biết ở hiện giờ ở đất nước Việt Nam mình cũng biết là tất cả những người mà sống tại Việt Nam mà nó gần gần như định cư luôn á, trong đó như có mấy thằng Mỹ nè, có thằng mấy thằng Pháp nè, mấy thằng Muslim cũng có luôn, thằng gì nói chung là thầu thì nó lôi gia đình nó qua, Đúng rồi, anh mình nó gặp lôi gia những đình nó người Muslim qua. rất nhiều, mình gặp những cái đoàn du khách người Muslim, mình hiểu người Đúng Muslim là rồi, tại vì họ đeo họ cái trang phục của họ nó đúng trang phục rồi, mình rất là ngạc nhiên anh. Một cái phố cổ mà nó vậy thôi mà đi ra gặp đủ loại người, nhất là người da trắng, có những người da trắng mà mình họ nói cái ngôn ngữ mình nhận không ra, nhận không ra là tại vì có thể là đó là những người ở Bắc Bắc Âu hay Âu rồi trong giới là những người Trung người mà Đông họ nó có rồi, thổ đúng ngữ của họ, thổ ngữ. mình nhận không ra. Nhưng mà cũng quả thật đó là Hà Nội cái mùa mà mùa Tết dân anh em mình ở những quốc gia khác đến ăn Tết ké Việt Nam là nhiều lắm á, Đó anh dùng rất cái chữ ăn Tết ké nhiều. nè, chính xác đó, ăn Tết ké, bởi vì ở đất nước họ không bao giờ có Yes. cái mùa xuân như vậy được. Và tôi nói anh nghe, lần sau năm sau phải không, tôi làm một cái bàn, tôi xin phép chính quyền, tôi làm một cái bàn đặt ngay chỗ phố cổ đó, thằng nào vô, thằng người Việt không sao, thằng nào mà dồn 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 phải ngoại quốc phải không, dùng mua vé này mua vé bây giờ vô này được, mà đặt bàn ké được, nói cho vui vậy thôi, chứ thực chất càng ngày cái đất nước của mình hầu như khách ngoại quốc, khách những người xa xa đâu bên Trung Đông rồi đó, nó cũng kiếm không qua nữa, khổ Đúng thật rồi, khổ vậy. mình ngồi ăn cơm chung với lại ăn 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 vặt đó, lề đường đó, cái hai anh kia nó ngồi chung bàn mình, cái mình muốn nói chuyện đó thì là nó nói là nó người nó đến từ Netherlands, tức là người Hà Lan. Netherlands thì Netherlands. mà nó đến từ chuyện mà công nhận anh mình, tôi rất là ngạc nhiên anh, mình không thể tưởng tượng được là cả Hà Nội nó có một nhỏ mình như vậy mà đủ loại người đến ngoại quốc họ đến họ ăn Tết về nào. Lần đầu tiên mình thấy như vậy, Đúng rồi. chứ họ đi nó có mùa, nhưng mà cái mùa này là đông người nhất, đông người ngoại quốc đến mà đủ loại người Cái à, lý hay do thật. họ lôi cuốn, cái sức mãnh liệt của sự lôi cuốn của mùa xuân của Việt Nam mình, đã thấy ghê gớm chưa? Anh thấy không? Mình không có nói người Việt xa xứ, mình chỉ nói nước ngoài thôi, người ta Nước vẫn đã bu vào, người dân ta vẫn tìm hiểu và người ta thích thú với cái mùa Tết của Việt Nam mình, anh thấy không, rõ ràng, và họ đổ xô vào rất là nhiều, thậm chí cái chuyến tàu anh mới gì kể đó, cái người sông đất người ta cũng đã có chủ trương là tới Việt Nam để mà được hưởng mùa xuân đó là. Thành ra mình nói như vậy để anh hiểu là chỉ còn một số người mà có một cái ác cảm mà người ta nói Tết đâu là không được, cần gì về Tết ở đây tăng có rượu, mà chuyện tào lao mình không không cần cãi, không cần bàn cãi, bởi vì đầu óc của họ là không, mình không cần cãi, mình không bàn cái gì đó nữa. Và mình nhắc đi nhắc lại, anh thấy rõ ràng không, cái không khí Tết và không khí mùa xuân nó chỉ có ở tại Việt Nam mới có mà thôi, anh đi ra nước ngoài là mất rồi, không còn nữa, và anh ăn theo, và anh chỉ cần gợi nhớ là Anh tao nhớ Việt Nam quá, đầu tao làm y chang vậy thôi, chứ thực chất không có mẹ gì cả, nó không có tính tôi cách rộn ràng, nó không có tính cách xã hội, nó không có tính cách đoàn kết, nó không có cái sự tha thứ. À, tôi nói cho anh nghe nè, bình thường anh đi xe ngoài đường lỡ mà cái cọ quẹt nó sực sội anh liền cũng mê mê chạy vậy ra, nhưng mà Tết cái cười trừ, chúc anh nó mới vui vẻ nha, kia cũng vậy, biết cười trừ đó nha, cũng vậy, con người ta hiền lại, con người ta đúng chỉnh rồi, nó chu cũng lại, con người ta đúng đẹp lại, con người ta đúng rồi ăn đúng tiếng nói nó ngắn gọn lại, nó nói ừ. chung là cái gì cứ mùa xuân nó đem đến giữa cái hiện tượng như vậy. Họ chào hỏi nó rất nhiều anh Đúng à, rồi, tôi đi thậm chí quần áo vậy ngày thường ăn mặc sao cũng được, nhưng mà Tết đến là phải chỉnh chu, mặc dù nó không phải là kia, nhưng mà con người ta cũng mang giày mang cái cổ anh áo chào hỏi mới này cái nhau đó đó, chào hỏi nhau rất là hay, và có cái sự tương thân là đoàn kết, kia là tình nghĩa xóm giềng.
nhà cái bên tôi đi qua tôi chúc Tết giống như anh nói đó, tôi đi qua anh buổi sáng, anh qua tôi buổi chiều, mà anh đi chừng 5 nhà vậy là anh xỉn rồi. Anh biết không, tôi từ nào giờ tôi đâu có, mình đâu có thấy cái cảnh mà nhà người này qua người kia chúc Đúng Tết anh. rồi, Mình Tết đâu Việt có cái Nam cảnh đó đâu, mình ở Mỹ đâu có cái làm việc gì mà tôi có, qua đây làm chúc gì Tết anh. có, Vậy chứ mình làm gì có. ở Việt Nam mình nhìn thấy đang Đúng ngồi rồi, đây các đống người đông đông thằng nó vô nó ngồi nó nói chuyện 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 lúc sau cái ok hôm nay con đến đây con chúc Tết ông chú ông bà hai à cái đúng sao, nó chúc Tết xong rồi bước ra, tức là người ta đến đó là người ta đến nhà người ta là người ta chúc Tết lẫn nhau, đúng rồi, như là hay 5 phút hay 10 phút đúng uống rồi. một ly nước trà mà công bây giờ nói chuyện uống trà mà bắt uống trà dữ thiệt Ôi nha, trời nhà nào ơi, cũng có trà bình Thái Nguyên nước được, trà nào cũng trà Thái Nguyên, trà. trà đậm đậm, trà đậm Nhà nào cũng có bình nước trà thôi, ai đi đâu cũng uống trà đúng rồi. mà uống trà rất nhiều, mình thấy như là mình thấy như tại mình ở bên Mỹ mình đâu uống trà, mình đâu tôi uống tôi lâu uống lâu thì trà đó, lâu tôi uống trà. vậy hả, Ừ lâu mình uống cà phê thôi nhưng mà thí dụ như có đến nhà người này người kia thì người ta uống cốc uống này uống kia uống nước soda đâu ngoắt, nhất đúng là rồi, cái phải mùa này nhà mẹ nhà nào cũng nhà uống nào trà. cũng bưng trà Ừ. hay thiệt ạ, rất là hay. Và khi mà tôi nhìn thấy người ta bà con anh em đến chúc Tết với nhau đó, mình thấy là một điều mà rất là đặc biết Đúng rồi, ạ, nó rất là có cái đặc gì đó mà biết chứ không phải nó không, đúng rồi, rất là mà người hay ta á. chúc thật tình rất Ừ. tại lâu quá mình mới nhìn thấy. Rồi người ta chúc anh rồi người ta nói là thôi à, ráng ráng trưa bác ghé qua nhà tôi rồi kia à, đủ 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 à, là thế là mình cũng phải đi, có nghĩa là mình trả lễ, mình trả lễ mà, có nghĩa là khi người ta qua nhà mình thì mình phải qua nhà người ta. Ờ Đúng đúng rồi, như vậy đó, và nó kéo dài suốt mấy ngày Tết như vậy, ông nào cũng nói xỉu vui anh, luôn. Vui mình rất là mừng, tôi nghĩ là mình rất tôi rất là may mắn rồi tôi được ăn Tết Tết năm nay ở Việt Nam, đặc biệt là tôi ăn Tết ở ngoài Bắc ạ, đúng rồi, mình thấy ngoài Bắc công nhận ở dân người ngoài Bắc không phải là nói gì chứ người Bắc họ ăn Tết cẩn thận lắm anh, chỉnh chu, họ ăn chỉnh Tết là chu đâu đó không có vớ vẩn. Tôi đi chuyến xe lửa từ Hà Đông về đến ga Cát Linh thì mình ngồi bên cạnh á, thì có cái anh, mình có nói chuyện với cái anh đó, anh đi mới đi đâu anh tay anh cầm mấy mấy cái cuộn giấy thư pháp á, thì anh, mỗi lần anh dở ra thì tôi tại tiếng Hán mà mình đâu có biết, thế thì mình mỗi lần anh dở ra thì mình hỏi cái chữ này là cái chữ gì có nhiều khi cho đọc ra thì mình hiểu cái chữ có nhiều chữ mình cũng thì vẫn còn mình giữ được phải cái phong tục là xin 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 chữ chữ đó, xin chữ, xin chữ chữ à. không có điều đặc biệt thế này anh, thì khi mà mình tặng nói chuyện nó xong rồi thì khi mình thấy anh xuống trước thì khi mà anh bước bước dậy anh chào mình, anh chào Lịch tức sự, là họ lịch sự họ lịch chào sự. hỏi đàng hoàng chào bác à, bác ở đại ví dụ vậy thôi, mình lâu lắm rồi đâu có ai chào mình như vậy đâu cha má, mình đi xuống rồi đi đâu có ai đâu có ai đâu có ai mà đâu có ai mà chào hỏi như vậy đó, mình bắt để lại cho mình Hai những cái ấn thú, tượng cái đó là dạ đúng cái đó không bao giờ rồi quên được anh ạ. À, cái đó đấy là cái mà nó mang theo suốt cuộc đời của mình và nó mang theo cả mình đi đâu rồi, bởi vì cái câu đó là mình đi theo mình đi mang cả quê hương đi là chỗ đó, nó có nghĩa là mình không bao giờ mình quên được những cái điều mà ở quê hương mình nó ban tặng cho mình cả. Đi đâu cũng nhớ Tết, đi đâu cũng nhớ mồ mả ông bà, đi đâu cũng để đấy đó. Hôm nay thì anh về anh hạnh phúc quá, còn tôi anh thấy là mấy ngày Tết tôi hồi tôi chèo queo có một mình thôi mà nó buồn quá nữa, tôi cũng không thèm đi lên lên mạng luôn. Tôi chuyên môn tôi cắm đầu vào trong mấy cái tivi này, tôi coi YouTube á là hết chỗ này ăn rồi, hết chỗ kia đi chúc Tết rồi cứu chiếu hoa đào hoa mai. Ôi trời ơi, chỗ nào cũng là chỗ này rất vui. vui À. cái những cái những cái điều mà mình thấy rất là lạ, những cái điều mà những cái lời nói chuyện những cái lời chào hỏi của những người rất là lạ mình đâu có biết người ta chào hỏi mình và tôi nghĩ là không biết là những ngày thường là thế nào mình cũng có để ý nhưng mà có lẽ là tại vì Tết thôi. Thành thử ra mình để ý rất nhiều hơn và cái điều đó làm cho mình rất là xúc động á chứ không phải không, tại vì từ nào giờ mình cũng có mình được cái may là lần này á ở Hà Nội á, mình nghe người ta nói á, tức là năm nay những cái ngày mình ở đây nè khí hậu rất là đẹp, không có mưa không Hay à, khô hên mà nó không có lạnh lắm, khí hậu rất là tốt
biểu là năm nay là mình đi bộ là tại vậy đó, cái khí hậu nó lạnh lạnh, nó gai gai, nó không lạnh lắm, nó không gai mà nó không mưa nữa, thành thử ra anh em mặc, nhất là phụ nữ mình chu chà quần áo cứ là mặc rất là đẹp, Quần là áo lụa ha, quần là áo lược, khoe thế là khoe sắc à. con nít cũng mặc áo dài, người lớn cũng mặc áo dài, đàn ông mặc áo dài, đàn bà mặc áo dài, tất cả mọi người mặc áo dài không, mà tôi nói nghe người ta mặc áo dài mà mấy bao tôi nhìn thấy mấy đoàn phụ nữ mặc áo dài ra bộ hồ tập thể dục Bởi tất vậy mấy thằng nước cả. ngoài nó không mê mà không sao được, nó không cần biết một chân gì hết mà đã thấy vậy là nó mê rồi, khổ trời ơi. Mà người ta rất là tự nhiên này, Đúng rồi à, anh. người người Hà Nội mình là hưởng thụ cái mùa Tết năm nay mình nhìn thấy là họ hưởng thụ cách rất là tự nhiên, không có gì ép buộc cả, không có gì ép buộc, mà công nhận Hà Nội rất vui, vui thật chứ không phải không, vui là tại vì người ta cái đường phố Hà Nội lúc nào cũng đầy người, toàn những người, toàn là du khách không, thì anh biết là thằng du khách là ông nhìn người, nhìn người du khách đi, nhìn người local, nhìn người bản xứ là mình biết nó khác nhau, thằng cha bản xứ ở dân Hà Nội thì thằng ra ngoài đường nó là ăn mặc rất là đẹp, còn ông du khách cái là nó mặc quần áo là Lè phè sực cả lớp à, du khách là, nhưng mà họ có rất nhiều người họ ăn mặc rất là lịch sự, tại họ vì họ cái họ theo tôi thì coi mấy cái YouTube á, tôi thấy họ những người du khách ở nước ngoài họ cảm thấy thích thú anh, họ thích thú với cái lễ hội của Việt Nam, mặc dù họ rất ư là xề xòa, họ đâu có biết con mẹ gì đâu, có nhiều người con gái hoặc đàn ông bận quần sọt áo thun rồi, nhưng vậy thế vậy nhưng mà họ lại hòa đồng gọi là hòa nhịp vào, có nhiều anh tây cầm micro giật micro cũng hát cũng hò cũng làm đủ trò hết rồi cái gì thế thôi, thì thông nó mà nói chung là thì cái kỳ này anh về thì anh quá ư là may mắn và anh rất là hạnh phúc, tôi cũng xin chúc mừng anh là năm nay anh ăn được một cái Tết Việt Nam rất là trọn vẹn, thế thôi hy vọng là cái Tết năm sau anh về nữa và anh phải ăn nữa, và những lúc gần đây theo tôi nghĩ chắc là mình về, anh và tôi nên về Việt Nam thường xuyên hơn, đừng Thì tôi đã bởi nói vì anh là không cái Tết này tôi ăn chưa hết, mà tại vì đã bàn tới thế cái là vui rồi, thế là vui rồi, để rồi coi rồi là thế nào ok nữa. anh, Ok anh. ok anh thì chỉ lên live hỏi thăm anh ông bạn già, không có anh tôi không biết nó diễn ra với lại biết sao, tôi cũng không màng bởi vì ở Việt Nam ngay tại thời điểm bây giờ vừa Tết vừa qua thì mình thấy cả một cái vấn đề hình như nó êm đềm và nó trọn vẹn, nó không có một cái gì gọi là để mà phải buồn phiền cả, và mình cảm thấy là năm nay đúng là năm con rồng và mình hy vọng là đất nước mình nó sẽ như con rồng, một con rồng châu Á nữa nổi lên và hiện giờ đang nổi Vâng, hy rồi, vọng vậy. hy vọng như vậy và mình rất là Mình cũng. chúc mừng anh là một ăn một cái Tết Việt Nam rất là trọn vẹn. Cảm ơn anh. À, rồi ok anh thì riêng tôi thì tháng tư tôi về thì tôi tức quá à, tôi ăn được có một cái Tết à, anh Đó. ăn quá trời là thì ăn Ok, anh ăn quá trời, tôi ăn được có cái à. Phân bì ok rồi ok rồi thôi được rồi anh, thì chỉ lên live hỏi thăm anh thì cũng chúc cảm ơn anh anh. với lại chúc tất cả mọi người với diễn đàn một mùa xuân qua rồi, một mùa Tết qua rồi, chuẩn bị chúng ta lại bắt đầu bắt tay vào công việc mới, chúc tất cả mọi người đều thành công ok, còn hai ông già Ok đây là khỏi chúc, tại vì sao còn có làm mẹ gì anh. nữa đâu mà chúc anh bây giờ chỉ ăn thôi, ăn rồi xài ăn rồi chơi thôi đúng không Ok, đúng rồi. ok thôi tắt Ok. chào tất cả Ok, mọi tôi người chào anh. nha, Cảm ơn ok bye kêu. Dạ, bye ok, chào quý rồi. vị, chào các bạn.